Quế Minh xin chào mọi người. Quế Minh xin khoe với mọi người những cái mầm gốc cây giả hạt phát tài của Quế Minh phát triển trong năm nay. Thì sau khi được chăm bón dưới chế độ phân bón hữu cơ vi sinh chuyên dùng cho cây sọc, thì Quế Minh đã nhận được kết quả rất là đáng mừng nha cả nhà. Đây là những cái mầm gốc cây sọc phát tài của Quế Minh nó phát triển trong năm nay. Mọi người thấy những mầm gốc của năm nay nó lên rất là đẹp. Để Quế Minh né ra miếng nắng cho nó sáng nè. Có nắng thì chói quá cả nhà. Nè mọi người thấy không? Những mầm gốc hôm nay nó phát triển rất là đẹp. Đây là kỳ. Đây là, đây cũng là một cái mầm gốc. Cái phân bón hữu cơ vi sinh chuyên dùng cho cây sọc mà mọi người, mà Quế Minh tư vấn với mọi người á, thì nó là thành phần nguyên liệu hoàn toàn 100% từ tự nhiên, từ hữu cơ, từ thực vật tự nhiên, nên là cây nó rất dễ hấp thu và mình có thể sử dụng kéo dài quanh năm mà không có sợ tác dụng phụ, chai chuột rễ hoặc là thoái hóa chất trồng như cả nhà nha. Mọi người yên tâm sử dụng. Cái đây là Quế Minh sử dụng trên vườn của mình đã nhận được hiệu quả rõ rệt trong 2 năm nay rồi, nên là Quế Minh có chia sẻ với mọi người nha. Có những cái cây sọc á, mà giống như cây này thì cả nhà, giống như cây này đi, mọi người thấy cái mầm gốc tuyệt vời không? Đó, bản thân cây mẹ nó không có sọc bao nhiêu hết cả nhà nha. Mọi người thấy cái năm ngoái nè, mọi người thấy cái mầm năm trước nè. Mầm năm trước nó không có sọc bao nhiêu hết á, nó chỉ như vậy thôi. Đó, nhưng mà mình chỉ cần biết rằng là cái dòng cây này là nó xuất thân của nó là từ một cây mẹ có gen sọc đẹp. Đó, mình chỉ cần biết rằng là nó là con của một cây mẹ có gen sọc đẹp thì bản thân của nó cũng sẽ có những cái mạch va. Mọi người xem kỳ này. Từ của mình lấy nét. Đó, mọi người xem kỳ nó lên cũng sọc này cả nhà nha. Đó, mình biết trong bản thân nó có cái mạch va, tuy nhiên là cái mạch va nó không có nổi á, thì mình biết nó có cái gen như vậy á, thì mình chăm thôi. Đó, mình chăm ở dưới chế độ phân bón hữu cơ vi sinh chuyên dụng cho cây sọc này á, nó sẽ làm cho cây sẽ hấp thu dinh dưỡng từ từ và sẽ đẩy mạnh cái việc nhân tế bào đột biến lên. Đó, mọi người biết không, cái phân mà Quế Minh tư vấn cho mọi người đó, nó không phải là thuốc kích sọc. Quế Minh nhấn mạnh lại là không phải là thuốc kích sọc, không phải là hóa chất kích sọc. Nên anh chị em sử dụng phân bón của Quế Minh, mọi người đừng có nóng vội. Còn phải có thời gian, còn phải có không gian, nắng, nước. Đó, phải có hỗ trợ của phân bón, phải có cái tố chất gen, thì nhiều yếu tố kết hợp lại với nhau thì nó sẽ tạo nên một cây sọc đẹp. Đó, mọi người không có nóng vội nha, phải có thời gian để cho cây hấp thu và có thời gian để cho cây nó nhân tế bào lên một cách tự nhiên. Đó, thường thường thì những cây lan sọc đột biến như này là mọi người thấy nó hay ốm yếu, tại vì chúng ta sử dụng không có dám sử dụng đạm cho nó, tại vì sử dụng đạm thì cứ sợ cây nó phát triển nhanh quá thì cây nó sẽ bị nhạt màu sọc á. Tuy nhiên là cái phân bón hữu cơ vi sinh chuyên dụng cho cây sọc mà Quế Minh tư vấn cho mọi người á, nó là hoàn toàn từ hữu cơ tự nhiên, và từ hữu cơ thì nó sẽ là giàu đạm nha cả nhà nha. Nó vẫn rất là giàu đạm, nó không có yếu đạm đâu. Tuy nhiên trong thành phần của nó, cái hàm lượng lăng và kali và một số những vi chất mà Quế Minh đã cân bằng trong đó để thúc đẩy cho cái việc nó vẫn sẽ nhân bào diệp lục lên bình thường, tức là cây vẫn sẽ, lá vẫn sẽ dài dặn. Mọi người thấy nè, lá vẫn sẽ dài dặn, cây vẫn sẽ mở ngọn đi lá rất là nhanh, cây vẫn lớn nhanh. Nhưng mà song song đó, Quế Minh cũng đã có cân bằng dinh dưỡng trong cái sản phẩm này để cho thúc đẩy tế bào đột biến va, tức là những cái mạch va đó nó sẽ được hấp thu dinh dưỡng một cách tốt nhất và nó được nhân bào một cách tốt nhất. Và khi mà tỷ lệ tế bào đột biến va và tỷ lệ tế bào diệp lục nó có cái tỷ lệ ngang bằng nhau, thì chúng ta sẽ thấy cây ấy, nó có cái độ tương phản, tức là giữa cái màu xanh và màu vàng này nè, là nó sẽ có cái sự cân xứng với nhau, nó sẽ có độ tương phản đối lập màu nhau, thì chúng ta thấy cái cây rất là đẹp. Đó là cái bí quyết mà Quế Minh đã áp dụng cho cái sản phẩm của mình, đã
đã sử dụng cái phân bón đó để sử dụng cho cây nhà mình, là mọi người thấy cái hiệu quả rõ ràng trong nhiều năm qua. Thì đây là những cái cây mà Quế Minh mới xuống giống nè. Cái này là Quế Minh mới cắt ra khỏi cây mẹ nè, là những cây sập nè, mọi người thấy nó rất là đẹp luôn á. Mọi người thấy là ra lá nó dày dặn cả nhà. Chỗ này ánh sáng không có được tốt đó, lá rất là dày dặn cứng cáp chứ không phải là nó ốm yếu nha. Quế Minh vẫn ưu tiên cho cây nó phát triển khỏe mạnh trước đã. Khi mà cây mình chăm nó đã có lực rồi á thì lúc đó thì cây nó sẽ đẹp rồi cả nhà. Tại vì một cây mà bị thiếu chất á thì nó sống nó còn không nổi, phát triển còn không nổi, làm gì có chuyện mà đẹp được. Nào, Quế Minh chăm cây vẫn ưu tiên cho cây nó phát triển mở lá, đi ngọn, dày dặn, lá dày dặn khỏe mạnh, thì lúc đó sau đó rễ khỏe đâu đó đã, rễ ấm chậu thì lúc đó cây nó sẽ khỏe rồi, nó đủ lực rồi thì mình mới đưa vào chế độ mình tăng màu thúc sọc gì đó, thì là có cái bí quyết của cái việc tăng màu thúc sọc nha. Nhưng mà cơ bản là cây nó phải có cái gen sọc, và mình phải chăm cho bộ rễ thật sự là lực khỏe, và sau đó cây nó cứng cáp thì lúc đó mình mới đưa vào chế độ mình thúc màu. Cái đó, cái bí quyết đó nó cũng khá là đơn giản, nếu anh chị em chịu khó tham khảo những trải nghiệm mà Quế Minh tư vấn với mọi người. Quế Minh có chia sẻ thường xuyên chứ không phải là ít, nhưng mà cái độ tương tác của mình đến mọi người không được nhiều á, tại Quế Minh cũng tương tác thủ công thôi, không có sử dụng dịch vụ, không có sử dụng mẹo gì ở bên mảng quảng cáo hết, nên là có lẽ ít anh chị em nhìn thấy. Thì anh chị em nào xem video này á mà thấy có sự hữu ích cho việc chăm sóc cây sọc thì anh chị em hãy chia sẻ video, hoặc là anh chị em muốn tham khảo thì liên hệ qua số điện thoại 0338602181, liên kết Zalo để Quế Minh tư vấn cho anh chị em nha. Đó, đây là thành quả của Quế Minh sau 2 năm nghiên cứu và sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh chuyên dụng cho cây sọc. Cảm ơn mọi người đã xem video nha. Quế Minh chúc mọi người chăm cây hiệu quả, chăm cây vườn đẹp như ý. Quế Minh quay bằng điện thoại nó hơi chóng mặt một chút, anh chị em thông cảm nha. Đây là những cái cây này, sắp tới Quế Minh sẽ xuất những cái cây này. Ok, mừng quá, sáng lên ngắm vườn thấy lòng vui vui khi thành khi mình chăm cây nó hiệu quả. Bên cạnh nhà có đám tang nên nó hơi ồn ào một chút. Rồi, Quế Minh xin chào. Ui trời ơi, xin chào mà cứ khoe cây hoài à, trời.